Ủy ban nhân dân huyện vừa tổ chức tổng kết công tác phối hợp với Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện trong năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Các đồng chí Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Lê Tiến Hải, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện chủ trì hội nghị. Trong năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện cùng các đoàn thể chính trị xã hội huyện đã khắc phục mọi khó khăn, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vận động tạo sự đồng thuận và nỗ lực của toàn dân, cộng đồng doanh nghiệp góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Năm 2018, Nghi Xuân đã nỗ lực phấn đấu và hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra, trong đó nổi bật là xây dựng thành công huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018, trước thời hạn 2 năm. Đến nay, 100% số xã ở Nghi Xuân đã đạt chuẩn nông thôn mới. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước đạt trên 17%, thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 300 tỷ đồng vượt 94% kế hoạch tỉnh giao. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 36 triệu đồng, thu hút đầu tư tiếp tục tăng mạnh. Tại hội nghị, các đại biểu cũng nghiêm túc nhìn nhận và rút ra một số tồn tại hạn chế như công tác phối hợp thực hiện chương trình có lúc chưa thường xuyên, việc trao đổi thông tin hai chiều có thời điểm chưa kịp thời nên còn khó khăn cho công tác vận động. Một số nội dung ký kết giữa Ủy ban nhân dân và Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể với các phòng ban ngành chưa được cụ thể còn chung chung, nhất là phối hợp về tuyên truyền vận động, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới ở cơ sở. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ phối hợp chưa cao như việc phân loại và xử lý rác thải, đề án thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Từ những tồn tại và hạn chế trên, các đại biểu cũng đã đề ra nhiều giải pháp để công tác phối hợp giữa Ủy ban nhân dân và Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện ngày càng được thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.